Đây, mình chào bạn nha. Đây, có cầu thủ bẻ dừa nè các bạn. Đây, các bạn nhìn cầu thủ leo dừa nè các bạn. Đây, cây dừa này cao lắm các bạn. Đó. Leo lên là chặt hai cái quả dừa đó xuống đó các bạn. Dừa này quá trời cao. Hai quả dừa hết biết bự luôn. Leo như chơi vậy các bạn. Gần tới đỉnh này, chút nữa tới rồi. Em dùng xa này. Cái dừa hình dùng cao luôn mà. Làm mình dùng gần thấy nó thấp. Hai quả dừa hái hùng luôn. Sắp leo lên tới rồi, tới rồi. Mà giờ trèo lên cái bè ngồi lăn chặt các bạn. Hành dùng cái quay dừa luôn. Cái dừa này gặp mình nó nhóm leo các bạn. Cao hái hùng luôn. Đây xuống nè bạn, cái này là mình kéo xuống nha không phải. Quỳ dừa hái hùng nha chứ bạn. Này nó rớt hết hai trái rồi mà. Các bạn thấy cái quả dừa đây hái hùng các bạn. Thả xuống chút coi. Rồi. Đây. Hết biết chưa các bạn. Hồi nãy nó rớt hai trái các bạn. Rớt xuống điện trái với nãy nó rớt vô mình lụm. Đây. Rồi. Nó trong lỗ. Đi vô vô.
Rồi tiếp tục quầy thứ hai các bạn ơi. Đây, tiếp tục ra tới cái quầy đó các bạn ơi. Quầy đó cũng hải hùng lắm rồi, không có chỗ mà nhét con dây vô luôn á. Còn ở đó quầy với mấy bánh quầy nữa các bạn. Đang xỏ vô bà, mới giờ đạp rớt xuống trái nè, quậy dừa quá trời cứng ngắc luôn, thọt dây vô buộc không được, đạp rớt xuống trái hay trái đang có lỗ đang buộc vô mới được. Khó cọt hả? Còn nhận dừa cao cháy nhiều đỉnh thiệt. Cao là phải đốn từ quầy các bạn, móc bể hết trơn. Rồi, chuẩn bị lôi nữa các bạn. Rồi xuống lại. Biết cái quầy nó bự. Hết biết các bạn ơi. Hai quầy. Rồi còn quầy bánh nó cứng cài các bạn ơi. Cứng cài để cho nó khô luôn. Rồi. Bây giờ cao thủ là giờ leo xuống bài, không biết hai quầy dừa này biết sao sách nổi đây. Leo lên khó chứ leo xuống tụt xuống là nó mau các bạn. Gu cái là rồi. Chắc cỡ hai mấy trái quá. Quá trời nhiều, sao đếm được. Nãy nó cũng có hai trái rồi. Quá, bích chịch nè. Cái quầy này nó còn hơi non nè. Tại đốn luôn, còn quầy này vừa ăn nè. Quầy vừa ăn trái bự nè. Nhiều
dừa trắng cháo. Chắc dừa trắng cháo, kệ ăn được rồi. Rồi, vậy video mình cũng xin kết thúc các bạn. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo nha. Đây, anh đang vừa ra. Chào các bạn. Bye bye đi. Mắc cỡ các bạn.